Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sẽ kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, bài 52, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài luyện tập trang 56. Mời các em mở sách giáo khoa, chúng mình cùng nhau làm bài tập nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: đọc, viết số, biết số đó gồm. Các em hãy quan sát hình ảnh, chú robot đầu tiên là hình ảnh chú robot bác sĩ, hình ảnh thứ hai là hình ảnh chú robot là lính cứu hỏa đấy. Vậy các em hãy quan sát hình ảnh chú robot đầu tiên ở ý A có cầm trên tay hai tấm thẻ và ở phía dưới cũng có một tấm thẻ nữa vậy thì ở đây chúng mình nhìn thấy à, yêu cầu của bài là chúng ta phải đọc viết số đó biết là số đó gồm có bốn trăm bảy chục và một đơn vị vậy số gồm bốn trăm bảy chục và một đơn vị là số nào chúng mình sẽ viết xuống đây và ghi cách đọc số xuống bên dưới tương tự như vậy ở hình ảnh thứ hai ý b là robot Lính cứu hỏa Thì chúng mình thấy là số này Chúng ta sẽ viết một số đó Biết rằng số đó gồm có 200 50 và 9 đơn vị Vậy số gồm 200 50 và 9 đơn vị là số nào? Chúng mình hãy viết số xuống bên dưới Và viết cách đọc số Ở phía dưới nhé Cô mời các em hãy bấm dừng hình Để chúng ta làm bài tập 1 Ý A và Ý B chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. ở ý a, số gồm 400, 7 chục và 1 đơn vị, ta được số 471. đây là số gồm có 3 chữ số, gồm có 400, 7 chục và 1 đơn vị. cách đọc số như sau: 471. cô mời các em đọc lại số này. Các em lưu ý, số 1 đứng sau chúng mình đọc là mốt, bắt đầu từ 21 trở lên thì số 1 đứng sau chúng mình sẽ đọc là mốt nhé. Tiếp tục ý B. Số gồm 200, 50 và 9 đơn vị, đó là số nào? Đó chính là số 259. Số 259 là số có 3 chữ số, gồm 200, 50 và 9 đơn vị Ta đọc như sau 259 Chúng ta lưu ý số 5 đứng trước Thì chúng ta vẫn đọc là 5 Còn nếu số 5 đứng sau Mình mới đọc là 5 Vậy ở đây chúng ta đọc là 259 Cô mời các em đọc lại nào Như vậy chúng mình đã cùng nhau đọc viết số ở ý A và ý B. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang ý C và ý D của bài 1 nhé. Tiếp tục ở ý C, chúng mình nhìn thấy hình ảnh chú robot đó là bộ đội hải quân. Còn hình ảnh ý D là chú robot phi hành gia. Ở trên tay các chú robot này cũng cầm đấm thẻ. Đó là năm ở uh, robot ý C là cầm số 5, biển 500, không trục và 5 đơn vị. Ở robot ý D, các em thấy có các tấm biển đó là 800, 90, không đơn vị. Vậy số gồm 800, 90 và không đơn vị đó là số nào? Mình sẽ viết xuống đây và ghi cách đọc số xuống bên dưới nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập 1 ý C và ý D nào. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở ý C, số gồm 500, không chục và 5 đơn vị, ta ghép lại được số, đó là số 505. Số 505 là số gồm có 500, không chục và 5 đơn vị. Ta đọc số này như sau. 505. Ở đây chúng ta lưu ý số 5 đứng trước chúng ta đọc là 5. Số 5 đứng sau mà sau số 0 chúng ta vẫn đọc là 5. Còn số 5 mà đứng sau các số khác thì chúng ta mới đọc là 5. Vậy ở đây ta đọc là 505. Cô mời các em đọc lại nhé. Tiếp tục ở ý D. Số gồm 800, 90 và 0 đơn vị. Đó chính là số 890. Số này là số gồm có 3 chữ số. Gồm 800, 90 và 0 đơn vị. Ta đọc như sau. 890. Cô mời các em đọc lại nào. Như vậy vừa rồi, qua bài tập số 1, cô trò chúng mình đã được củng cố về kỹ năng đọc, viết số có 3 chữ số dựa vào cấu tạo thập phân của nó. Thông qua các hình ảnh và các tấm biển mà chúng ta viết được số có 3 chữ số và đọc được số đó. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: Mỗi thùng hàng xếp lên tàu nào? Ở đây chúng ta quan sát các thùng hàng. Trên các thùng hàng có ghi các số và mỗi một thùng hàng là một số gồm có 3 chữ số. Còn ở trên các tàu thì là các số có 3 chữ số đã được tách thành tổng các trăm, chục và đơn vị. Vậy để chúng ta có biết được là mỗi thùng hàng sẽ được xếp lên tàu nào thì chúng mình sẽ phải tìm xem số đó được tách thành mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. Thì chúng ta sẽ nối với thùng hàng, với toa tàu, với đoàn tàu thích hợp. Ở đây cô giáo có bài mẫu, đó là thùng hàng thứ nhất là có số 150. Số 150 được tách thành trăm chục và đơn vị như sau. Số 150 thì gồm có 100, chục và không đơn vị tức là 100 cộng 50 và ở đây không đơn vị thì chúng ta không cần phải cộng vào tổng nữa số đơn vị là không thì chúng ta không cần cộng vào tổng các em nhé vậy thì số thùng hàng mang số 150 sẽ được xếp lên tàu mang phép tính đó là 100 cộng 50 tương tự như vậy các thùng hàng còn lại các em hãy tìm các phép tính ở trên các tàu đã được tách thành tổng các trăm trục và đơn vị để chúng ta nối thùng hàng lên tàu cho thích hợp nhé. Mời các em hết bấm dừng hình để chúng ta làm bài. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Ở thùng hàng này chúng ta quan sát thấy có số 351. Số 351 là số gồm có 3 chữ số, gồm có 300, chục và một đơn vị Vậy chúng mình hãy tìm xem Ở tàu nào mang số phép, mang phép tính là 350 và một đơn vị À đó chính là tàu màu xanh lá cây Vậy số 351 chúng ta thùng hàng này sẽ được đưa lên tàu Có phép tính 300 cộng 50 cộng 1 Tiếp tục thùng hàng thứ hai đó là mang số 315 Số 315 là số gồm có 3 chữ số Gồm có 300, một chục và 5 đơn vị Vậy chúng mình sẽ tìm à, với tàu nào mang phép tính 300 cộng 10 cộng 5 Đó chính là toa tàu màu cam Chúng ta sẽ nối với toa tàu này, đoàn tàu này đó. Tiếp tục là thùng hàng mang số 350 thùng hàng mang số 350 thì được tách thành 300 năm chục và không đơn vị. Vậy chúng mình tìm được nên toa tàu đó là toa tàu mang phép tính 300 cộng 50. Vì ở đây số trục là 0 cho nên chúng ta không cần phải viết số trục vào tổng nữa. Tiếp tục là thùng hàng mang số 135. Thì số này sẽ được tách thành 130 và 5 đơn vị chúng ta sẽ tìm được toa tàu màu hồng để nối để đưa lên đưa thùng hàng này lên và thùng hàng cuối cùng là mang số 305 thì thùng hàng này được tách thành tổng trăm chục và đơn vị như sau gồm có 300 không chục và 5 đơn vị đó chính là phép tính 300 cộng 5 ở đây số chục là không thì chúng ta không cần phải viết vào tổng chúng ta chỉ cần viết số trăm và số đơn vị thôi và như vậy là vừa rồi, cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Ở bài tập số 2 này, củng cố cho các em kỹ năng viết số. Một số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị. Và ở đây thì chúng ta lưu ý một điều là khi chúng ta tách thành tổng các số trăm, chục và đơn vị thì số chục là không số chục và số đơn vị là không thì chúng ta không cần phải viết vào tổng nữa. Tiếp tục chúng mình làm bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống còn thiếu. Các em thấy ở đây là các số có 3 chữ số được tách thành tổng các trăm, chục và đơn vị. Và những số còn thiếu là những số nào? Các em hãy dựa vào cách tách số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị để chúng ta điền số nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Đầu tiên là số 993. Số 993 gồm 900, 90 và 3 đơn vị. Vậy chúng ta sẽ tách thành tổng đó là 900 cộng 90 cộng 3 đơn vị. Như vậy số còn thiếu ở đây là số 3 tiếp tục là số 514. Số 514 là số gồm có 3 chữ số, gồm 500, 1 chục và 4 đơn vị. Vậy số còn thiếu ở đây đó chính là số 500 cộng 10 cộng 4. Tiếp tục ý thứ 3, số 503 sẽ được tách thành tổng các trăm, chục và đơn vị như sau. Chúng ta sẽ tách gồm 500 cộng 3 đơn vị. Vì ở đây số trục là 0, chúng ta sẽ không cần phải viết vào tổng nữa. Vậy số cần điền ở đây là 500. Tiếp tục, phép tính tiếp theo là 904. Số 904 là số có 3 chữ số, được tách thành tổng các trăm trục và đơn vị như sau. Gồm 900 cộng 4 đơn vị. Vì ở đây số 0 là 0 trục, chúng ta không cần phải viết vào tổng nữa. Do đó ở đây chỉ có 900 cộng 4. Vậy số cần điền ở đây là số 4. Vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3 cũng giúp chúng mình củng cố về kỹ năng viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục và đơn vị. Các em cũng lưu ý một điều là số 0 mà ở hàng chục và hàng đơn vị thì chúng mình không cần phải viết vào tổng. Tiếp tục chúng mình làm bài tập số 4 nào. Bài tập số 4 yêu cầu như sau: Robot cất giữ 117 đồng vàng như sau. Ý thứ nhất, một hòm đựng 100 đồng vàng, một túi đựng 10 đồng vàng. Như vậy robot còn lại mấy đồng vàng bên ngoài? Chúng ta hãy quan sát hình ảnh. Đây là hình ảnh robot đã nhặt vào trong thùng. Trong thùng này, trong hòm này đựng 100 đồng tiền vàng. Và trong túi này là đựng 10 đồng vàng Vậy số đồng vàng còn lại ở ngoài là mấy đồng vàng? Để chúng mình có thể trả lời được câu hỏi này Chúng mình hãy quan sát cách tách số thành tổng các trăm chục và đơn vị như sau Số 117 được tách thành 100, một chục và 7 đơn vị 100 tương ứng với một hòm một chục tương ứng với một túi như vậy sẽ còn thừa 7 đơn vị, tức là số vàng còn thừa bên ngoài. Như vậy ta trả lời, như vậy robot còn lại 7 đồng vàng bên ngoài, chúng ta sẽ điền số 7 vào ô trống. Các em lưu ý khi chúng ta đếm chúng ta chỉ đếm số đồng vàng ở bên ngoài thôi, không tính số đồng vàng trên tay robot đang tính bỏ vào túi nhé. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4. Bài tập số 4 củng cố cho chúng mình về cách tính tổng các số tách số thành tổng các trăm chục và đơn vị tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau